Ngày 13 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Thuận, sinh năm 1972, để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo cơ quan công an, ngày 11 tháng 3, Thuận thấy cháu V, sinh năm 2016, đang chơi một mình thì đến bắt chuyện rồi rủ cháu V cùng đi bắt ốc. Sau đó, Thuận dẫn cháu V đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, Thuận bị người dân phát hiện nên bỏ chạy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ để điều tra và Thuận đã thừa nhận hành vi.